Hoàng Lân xin kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân. Hôm nay chúng ta lại quay lại chủ đề xây dựng và kiến trúc cho thủ đô. Chi tiết cụ thể đó là vấn đề thoát nước. Chúng ta đều biết thủ đô Hà Nội được thiên nhiên ưu đãi cho một cái điều kiện tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Với một địa thế rất là bằng phẳng, rất đẹp, có độ dốc thoai thoải về phía nam, ví dụ ở bên phía sông Hồng, chúng ta có những cái triền đê chạy dọc từ Quảng An, Quảng Bá, Phú Thượng, Hồ Tây đấy, đến Trần Nhật Duật, xuôi xuống đến Vĩnh Tuy của thành phố Hà Nội. Nếu giả thiết chúng ta đứng từ dốc Hàng Than, chúng ta đi xe đạp xuống với một độ dốc tương đối từ trên đường đầu dốc Hàng Than xuống đến chân dốc, độ chênh có thể lên tới 4 mét nhé. 4 mét. Cũng như từ đầu dốc của cửa Bắc. Đó, chúng ta đi xuống nhé. Đến chân cũng độ chênh cũng tầm đến tới 4 mét. Với một địa thế cơ bản, độ cao nhất của Hà Nội, điểm cao nhất có thể nói là khu vực nhà thờ cửa Bắc. Và thoai thoải xuống phía nam của Hà Nội. Xuống hết dốc Hàng Than, chúng ta cứ thả trôi cho xe đạp nào với tốc độ rất là nhanh, không cần đạp. Sau đó chúng ta đi xuôi xuống đến phố Hàng Lược. Cảm giác độ dốc thoai thoải, đạp xe rất nhẹ. Sau đó chúng ta đi tiếp tục đến Nương Văn Can, độ dốc vẫn thoải thoải xuống. Và điểm nhấn đặc biệt là cuối phố Nương Văn Can đến bắt đầu khu vực của bờ hồ của Hoàn Kiếm. Đấy, chỗ này nó dốc tụt xuống một bậc nữa, độ dốc cảm giác rất rõ ràng, lên tới tầm 1 mét. Chúng ta đi qua bờ hồ nhá. Tiếp tục đi qua bờ hồ. Qua bờ hồ đến phố Bà Triệu nhá. Cảm giác vẫn thoải thoải đi xuống. Tiếp tục đến chỗ ngã năm Bà Triệu, thì từ phố Trần Hưng Đạo cắt ngang đến ngã năm Bà Triệu tụt xuống tới trên 1 mét nhé. Trên một mét nữa, cảm giác cũng hững hẳn xuống, mà đạp xe không cần đạp nó cũng tụt xuống đấy. Và tiếp tục chúng ta đi xuống phố Bà Triệu và đi về phía nam của thành phố. Như vậy, nếu chúng ta đi từ đầu của thành phố phía Bắc là dốc Hàng Đậu, dốc Hàng Than đi, tụt một phát đến chân dốc là 4 mét,
Và tiếp tục điểm nhấn tụt nữa là đoạn là cuối phố Lương Văn Can và bờ hồ, tiếp tục đến bờ tầm 1 mét và tiếp tục thoai thoải xuống đến điểm nhấn tụt một bước nữa xuống ngã năm Bà Triệu Nguyễn Du, ngã tư từ ngã tư Trần Hưng Đạo tụt xuống, cảm nhận rõ ràng tới 1 mét đi xe đạp tụt hẳn xuống và xuống đến Bà Triệu. Đó, các bạn thấy chưa, với sự nghiên cứu rất là nhiều năm của tôi, phải nói rằng địa thế của Hà Nội là vô cùng tuyệt vời cho việc thoát nước. Toàn bộ thành phố có độ dốc thoai thoải về phía nam, độ dốc rất đẹp, và tất cả các con sông đều bắt nguồn từ phía bắc của thủ đô và lại chảy xuống phía nam, hồ Tây nhá, hồ Tây đó, và sông Tô Lịch đấy, chúng ta chảy ngoằn ngoèo xuống phía nam, và rất nhiều những con sông nhỏ, ví dụ như sông Kim Ngưu, nó bắt nguồn từ đoạn là Trần Khắc Chân đấy, chảy dọc theo xuống phía nam. Đấy, Kim Ngưu. Đấy, rồi là sông Xét xuất bắt đầu từ chỗ Hồ Thuyền Quang nhé, Hồ Thuyền Quang rồi là chảy dọc theo xuống tới phía nam của thành phố. Đấy, rồi là sông Lừ. Đấy, cũng bắt nguồn từ phía Lương Đình của phía Lương Đình của Kim Liên ở phía trên nữa. Đấy, rồi là xuống phía dưới phía nam Định Công nhá, Định Công đó. Và rất nhiều hệ thống cống thực chất là những con kênh nhỏ ở phía trên này rất là nhiều. Như vậy ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là độ dốc của thủ đô rất tuyệt vời, với một độ dốc tuyệt vời để nước thoát nước tự nhiên xuống phía nam của thành phố và gom về những con sông, đổ ra những con sông cái. Tuyệt vời thứ hai của thủ đô Hà Nội đó là hệ thống kênh chằng chịt, hệ thống ngầm và hệ thống kênh rất nhiều, hệ thống đầm ao tự nhiên rất nhiều. Lớn nhất là Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, Hồ Ha Le, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Ba Mẫu, Hồ Thành Công, vân vân và rất nhiều. Như vậy, có thể nói rằng thiên nhiên ưu đãi cho thủ đô Hà Nội. Một địa hình, một hệ thống kênh rạch và một hệ thống hồ nhỏ vô cùng tuyệt vời. Điều này khẳng định rằng chuyện úng ngập sau mỗi trận mưa của Hà Nội là một điều vô lý, là một điều cực kỳ vô lý. Nếu nhìn vào tổng thể, nhìn vào những ưu đãi của thiên nhiên, nhìn về thực tại những hồ của Hà Nội, sông nhỏ, kênh nhỏ của Hà Nội, thì đó là một hệ thống tiêu thoát nước tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Với những trận mưa ngắn, với lưu lượng mưa có thể lên tới 200 mm cũng không thể ngập được. Chứ đừng nói là những trận mưa nhỏ. Đấy. Trong những năm gần đây, chúng ta thường thấy rằng là những trận mưa nhỏ tầm 70 mm tới 100 mm trong một thời gian ngắn là đã xuất hiện rất nhiều đoạn ngập rồi. Ngập từ bờ hồ đến Trần Hưng Đạo, đến ga Hàng Cỏ. Ngập từ trung tự tới những khu vực phía tây của thành phố như là các quận Nam Từ Liêm, phía tây thành phố. Những quận mới và những vùng đất mới. Điều này là cực kỳ vô lý. Rồi,
Hôm nay tôi chỉ trình bày đơn giản một chút về điều kiện tự nhiên, về thuận lợi của Hà Nội. Vấn đề cấp thoát nước, những giải pháp, những vấn đề tồn tại hoặc là những ý tưởng mới, chúng ta sẽ tiếp tục bàn ở những video sau. Các bạn hãy cho Hoàng Lân xin một like và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh nhé, để chúng ta cùng bàn luận về những chủ đề rất là nóng, rất là hay. Xin nhắc lại, trên đây hoàn toàn là những ý kiến cá nhân, có thể đúng hoặc chưa đúng. Mời các bạn cùng tham gia tranh luận và góp ý. Hoàng Lân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.